nọc Rapman mới về này. Bò chưa đủ ăn. Quá to, quá đẹp luôn. Quá đẹp. Đi vô mà tôi thấy con bò này tôi quay lại chiếu hai lần rồi thấy không? Vô bước vô ngõ bên kia nọc. Dạ. À. Dạ. Bò nhỏ. Ừ. Ừ. Anh nhỏ này anh hăng này. Nhỏ này hăng ghê lắm. Má nhỏ này để ra nhỏ nhỏ thôi nó. Ô thả là ông thả dài dài ra ông hốt đùn bọt đi quỷ tầm tầm. Bò tí mệt cực mau. Chân bự. Đó. Nó nhỏ không? Dậu hết chê luôn. Ví dụ mình đứng đây mình giờ ấy là cái còn ví dụ cái nách cái đồ lỡ ca lan đồ xạo với bò đúc bò mạnh bò coi cái đồ đẹp cái chứ còn cái chuyện nó xấu tốt với cái điểm là mình coi sâu chứ đó trứng bự rồi anh còn coi điểm được mà xanh bò quá đẹp quá chuẩn giống. Cũng bự ăn cái màu đây màu lem đây là đúng bò tiêu chuẩn tí lem này là đúng bài đúng không còn đó là màu ăn cục là đúng bài thứ hai nữa là đầu má cái nhèm gió của nó ghê đây bà nọc mới về cái nhèm chày nhèm gió của nó đúng bài đúng điều đúng lóng đồ luôn cặp chân sâu nó nhiều là má cặp tự cặp đồ móng cặp chân sâu nó nhiều là cái mình chữa lên che đi rồi cả miếng bò cái chữa nè đúng vô mắt lại bò chữa che lại rồi con bò này bò anh gớt nè chữa 6 tháng rồi hơn 6 tháng rồi hơn 6 tháng rồi thịt đúng bò siêu thịt cũng nhiều thịt ha bò anh quốc á bò lai Rapman nè tía mật nè lai xin chữa hơn 7 tháng này. Bò lai xin này. Con này chữa phải 8 tháng rồi chú Sáu nè. Cái ấy nó nở rồi nãy. Chú sửa lùm lùm rồi đó. Sửa lùm lùm rồi chắc gần bể rồi quá. 8 tháng gần 9 tháng rồi quá. Còn cả chừng tháng hơn tháng nữa. Chú sửa rồi. Này. Bò này đợt trước đẻ con ngé cũng đẹp lắm mà. Đợt trước đẻ ngé khỏi chơi. Dạ. Con nào cũng to đẹp hết, bóng bẩy. Ai có nhu cầu thì liên hệ nha. Cái tốt không? Cái này về gây là tuyệt vời. Hai nghe được Rapman mới về nữa nè. Rapman Mỹ. Trọc trụi sừng. Đây là con nghe nhỏ nè. Đầu vô. Chân cẳng bự. Xoáy tích thì nghiêm hết nha. Xoáy cầu đây con nhỏ nha mông chân cẳng bự con lớn này. Mật một màu luôn xoáy tích cũng nguyên luôn con đây gì
dậu chim phun đèn chim quá đẹp luôn, mua về làm hậu bị làm nuôi lớn lên làm giống là tuyệt vời luôn, xoáy đầu đấy. Xoáy lông quá chuẩn luôn, chân cẳng to đẹp. Đó, ai có nhu cầu thì liên hệ ngay nha.